nhảy kìa. Năm bé vịt con trên giường chung nhảy ở đây, một ngã lăn té ngã đập đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và thế là bác sĩ la: bé ơi, chúng ta không được nhảy trên giường. Chúng ta không được nhảy trên giường. Ba vịt bé con trên giường chúng nhảy ở đây, một ngã lăn té ngã đập đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và thế là bác sĩ la: bé ơi, chúng ta không được nhảy trên giường. Được nhảy trên giường. Một vịt bé con trên giường chú nhảy ở đây, và ngã lăn té ngã đập đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và thế là bác sĩ la: tất cả vịt con trở lại giường. Sư tử ngủ ở trong khu rừng, nghĩ sao một ngày dài vất vả, chú chuột nhỏ xinh kia lại gần anh ta. Thế là cậu liền chọc phá mũi của sư tử kia. Rồi sư tử ta thức giấc ngủ say, trước mắt là một loài chuột nhỏ bé. Thế là đạp vào mình bạn chuột này đây, và chú chuột là một bữa ăn cho sư tử. Tha tôi! Chú chuột kia van xin không ngừng: xin hãy thả tôi đi, và một ngày nào đó tôi sẽ giúp bạn, tôi thề. Sư tử rất tốt, tốt lắm đây, thả chúng ta ra để thu bước đi.
đến một hôm trong khu rừng, khi sư tử rình mồi chuẩn bị bữa sáng, chú bước vào sân bay của những thợ săn ở nơi đây, không thể nào từ chú thoát ra. Chuột ta nghe sư tử anh la hét, chuột nhanh đi đến và rồi giúp đỡ, cắn ngài một sợi thừng thật to. Thế rồi từ gió nhẹ sư tử, cảm ơn chuột rất nhiều, sư tử nói liền, mình đã hứa sẽ luôn luôn ở bên bạn nếu bạn cần giúp đỡ. Chú chuột nói khó khăn giúp nhau, chuột với sư tử chung kết bạn. Chuột với sư tử chung kết bạn với nhau, chúng rất thích chúng chơi chúng đùa cùng với nhau, giúp nhau chuột và sư tử giúp đỡ lẫn nhau, suốt cả cuộc đời là bạn tốt tốt với nhau. Bạn hỡi hãy nhớ lấy, lòng tốt sẽ chẳng lãng phí đó bạn à. Này các Pami, hãy chơi Boogie Woogie. Nào trai 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 mình đi đi đi, và rồi khi đến cuối nói nghe Boogie Woogie. Nào phải ta đi, nào phải ta đi, và rồi khi đến cuối nói nghe Boogie Woogie. Nào trai 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 mình đi đi đi, và rồi khi đến cuối nói nghe Boogie Woogie. Nào phải ta đi, nào phải ta đi, và rồi khi đến cuối nói nghe Boogie Woogie. Lên cao mình nhảy lên cao mà thì ta ngừng nhảy nói nghe Boogie Woogie. Mình rơi xuống đất, mình rơi xuống đất, và đôi khi không thể uống cong Boogie Woogie. Mình nhảy lên cao, mình nhảy lên cao mà thì ta ngừng nhảy nói nghe Boogie Woogie. Mình rơi xuống đất, mình rơi xuống đất, và đôi khi không thể uống cong Boogie Woogie. Lên lên mình đi lên lên, và rồi khi đến cuối nói nghe Boogie Woogie. Mình lùi ra sau, mình lùi ra sau, và rồi khi đến cuối nói nghe Boogie Woogie. Mình đi lên lên, mình đi lên lên, và rồi khi đến cuối nói nghe Boogie Woogie. Mình lùi ra sau, mình lùi ra sau, và rồi khi đến cuối nói nghe Boogie Woogie. Hãy nhìn những chú ngựa cao đang nhảy này. Đây, năm chú ngựa cao trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú ngựa cao trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú ngựa cao trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú ngựa cao trên giường nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: các
con trên giường không được nghe lon ton. Một chú ngựa cao trên giường nhảy lon ton, làm chú nha lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con lên giường và hãy ngủ đi thôi. Và tất cả những chú ngựa đều đi ngủ. Phương vượt qua là Mike.
nhiều bánh xe chúng nó xoay vòng, chúng xoay vòng, chúng xoay vòng, là máy kéo bánh xe chúng nó xoay vòng, vô phương vượt qua.
cụ ngón tay bang ở đâu? Ở nơi đây khỏe không bằng hà. Cụ ngón tay bang làm thứ chi? Múa lên đàn, chúng tôi đã làm. Này bé ngón tay bé ở đâu? Ở nơi đây khỏe không bằng hà. Này bé ngón tay bé làm thứ chi? Vé anh em bé đây luôn làm. Bye.
chiếc xe đạp nhỏ xinh xinh. Hãy đến ngồi lái đi ở đỉnh núi thật cao, hãy ở thung lũng dưới kia vượt bao tuyết và mưa, hãy lái chậm với nhanh. Con thích không nào? Vâng vâng vâng. Vui phải không? Vâng vâng vâng. Này con lái à, ô con xe. Xe đạp nhỏ xinh xinh, hãy đến ngồi lái đi ở đỉnh núi thật cao, hãy ở thung lũng dưới kia vượt bao tuyết và mưa, hãy lái chậm với nhanh. Thật vui phải không nào? Hãy để tất cả chúng ta lái xe một lần nữa với các Famis. Sang đời đó ta thức thể dục bạn ơi, cho bò chạy một dăm khoe ghê, trong khi đó gà nhảy và bay. Farm mì bạn ơi, để sang đời đó ta thức thể dục bạn ơi, cho bò chạy một dăm khoe ghê, trong khi đó gà nhảy và bay. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt lành chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, heo hít đất 100 cái đấy bạn, ngựa tung hướng banh lên trời cao. Farm mì bạn ơi, đã sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, heo hít đất 100 cái đấy bạn, ngựa tung hướng banh lên trời cao. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt lành chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, cù kéo tay cậu ta hăng hai, gà tay quế quá ta đội trên tay. Farm mì bạn ơi, để sang rồi đó ta thức thể dục bạn ơi, cù kéo tay cậu ta hăng hai, gà tay quế quá ta đội trên tay. Buổi sáng chào chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Buổi sáng chào tốt lành chào buổi sáng, ta nên thức tập thể dục thôi. Là bóng đá, chơi bóng đá, chơi bóng đá. Chơi chơi bóng.
về để chơi một trận bóng đá khác với Famis. Luôn.
xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, xe buýt rẽ trái phải, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, đi đến trường học thôi. Xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, xe buýt kêu rum rum, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, xe buýt chạy nhanh chậm, đi đến trường học thôi. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Hãy đi hát ca trên xe buýt của trường ta, cùng nhau ở trên xe buýt cả ngày luôn. Nào mình cùng lưu bị lưu, nào
nào mình cũng lu bì đi, nào mình cũng lu bì lu. Đêm thứ bảy chúng ta chơi nào, đặt bàn tay phải nơi đây, ta chơi bàn ghế ở đó. Hai tay chúng ta lắc 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 lắc, tiếp ta xoay vòng. Xem cái con ếch đốm nào. Năm con ếch nhỏ đồng tròn ở trên khúc gỗ đồng tròn, chú ăn những con côn trùng rất ngon. Một con bốn nhảy vào hồ, một đôi mắt tốt với đèn, ta thấy có bốn con ếch đốm xanh. Vào đầu
mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là các con trên giường không được nghe lòng con. Một chú vịt to trên giường nhảy lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường và hãy ngủ đi thôi. Và tất cả những chú vịt đều ngủ. Tôi muốn có một buổi tiệc sinh nhật. Ba này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Ba này chúc mừng sinh nhật, mẹ này chúc mừng sinh nhật, anh này chúc mừng sinh nhật, ôi chị chúc mừng sinh nhật. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Sao không nhỉ? Con. Ba này hay mời khách. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh hay mở đèn lên. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Bất ngờ đi chị ơi. Nhưng chẳng phải sinh nhật em. Nướng bánh đi hơi mè. Ba hay mời khách đi. Hay mở đèn đi anh. Bất ngờ đầu hơi chị. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Sao không nhỉ? Ba này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật con. Anh này chúc mừng sinh nhật. Nhưng chẳng phải sinh nhật của em. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Ba này chúc mừng sinh nhật. Mẹ này chúc mừng sinh nhật. Anh này chúc mừng sinh nhật. Ôi chị chúc mừng sinh nhật. Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Mình chẳng thể tổ chức mỗi ngày sinh nhật sao không? Sinh nhật chẳng tổ chức mỗi ngày được đâu. Ôi không. Gia đình ngón tay đang trốn ở đâu nhỉ? Đây.
tôi chạy đây. Bắn trên đó và một bắn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bắn lăn quay. Ao! Kỳ trên bắn trên đó và một bắn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bắn lăn quay. Ao! Kỳ tầm bắn trên đó và một bắn la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bán lăn quay. Ao! Kìa bảy bán trên đó và một bán la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bán lăn quay. Ao! Kìa sáu bán trên đó và một bán la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bán lăn quay. Ao! Kỳ nằm bán trên đó và một bán la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bán lăn quay. Ao! Kỳ bốn bán trên đó và một bán la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bán lăn quay. Ao! Kì ba bán trên đó và một bán la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bán lăn quay. Ao! Kì hai bán trên đó và một bán la to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bán lăn quay. Ao! Kì một bàn trên đó và bàn lại là to. Chúc ngủ ngon. Sạch sẽ hơn, nhưng em mới
rồi. Tạm biệt nhé. Các Famis, chúng ta hãy đi gặp đại công tước Sứ Gió.